Nhà xây mới sân ô tô đường thông, báo cáo anh chị mình là 2,55 tỷ cho căn nhà xây mới này. Mặt dựng mái thái ở trong hiện đại, tặng kèm nội thất, đường thông đường rải nhựa. Xem đi anh chị, xa xa bên kia hàng xóm ở kín, chỗ này còn một miếng đất trống không biết của ai. Căn nhà mình thì ở bên đây. Xem video của em Hải là phải hết sức thực tế anh chị nha, phù hợp mình đi xem. Nhớ đăng ký kênh và xem video hàng ngày. Tại vì sao? Ngày nào em Hải cũng review để anh chị mình xem. Căn nhà hôm nay mang tới cho anh chị mình là căn này với sân ô tô 2,55 tỏi như đầu video. Hai lớp cửa kiên cố, đây một lớp nha quý chị nhá, bốn cánh, trong kia một lớp nữa. Sân ô tô để ở đây giúp em, xe máy hay ô tô để gì cũng được, được chưa ạ? Mặt dựng mái thái nhìn nó cứng cáp quý chị nhá. Ở trong thiết kế hiện đại. Em đã quay xung quanh hàng xóm rồi ạ, quay cung đường thông rồi ạ. Vào bên trong mình cùng khám phá căn nhà này. Lớp cửa số 2 đây ạ, cửa nhôm kính sinh pha. Nhà này ngang 5, dài 16,5 m anh chị nhá. Hướng tây nam, anh chị nào mà tây tứ trạch là hợp. 82,5 m², 55 m thổ cư, nhà xây mới hoàn toàn. Tủ kệ tivi để đây, cái chân cầu thang tận dụng và được đóng tủ âm vào trong luôn rồi. Mình ngắm khu vực bên tường này đi quý anh chị ơi, lối hiện đại nha. Nhà này thoáng và mát, đường thì thông. Ở đây là đâu? Phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Chỗ này gần với trục đường Tân Phước Khánh 56, đường Trần Văn Ơn ngay đây, 200 m anh chị nhá. Tủ kệ này âm trước khi vào khu vực bếp này. Ngoài ra, chỗ này cũng gần với chợ Tân Phước Khánh. Chợ Tân Phước Khánh là một cái chợ cổ, chợ rất lâu rồi đó anh chị nhá. Gần nhá. Ngoài ra anh chị ạ, à, anh chị mình di chuyển ra trục đường DT747 đó quý vị, mà chạy thẳng về ngã tư Miếu Ông Cù á. Ngã tư Miếu Ông Cù là điểm giao thoa giữa thành phố Di An và thành phố Thuận An. Gần quý vị, gần nhá. Lavabo và gương soi để phía ngoài. Đây, bật tắt đường này anh chị. Nhà vệ sinh mình bên trong đây, được chưa? Đấy. Anh chị ạ, à, anh chị phải lưu ý giúp em là 2,55 tỏi là còn nói chuyện thì kiểu gì trả dưới, không phát sinh thêm anh chị nhá. Lên trên đi quý chị ơi. Trên lầu đây quý vị, nhà vệ sinh đây nha. Thêm hai phòng ngủ, một phòng thờ riêng. Nội thất ở trong video như thế nào sẽ được để lại như vậy quý chị. Tủ đồ áo ở đây, tủ đồ áo có sẵn, có giường luôn quý chị nha. Phòng ngủ số 2 cũng như vậy quý chị. Tất cả cái nội thất này là để lại cho anh chị mình nha. Phòng thờ đây. Nhà này thì báo cáo anh chị mình là 2,55 tỏi, còn nói chuyện không phát sinh thêm. Được chưa anh chị? À, nhà là xây mới hoàn toàn nha. Được cái là sân ô tô, đường thì đường thông, sổ hồng riêng, hỗ trợ ngân hàng thoải mái luôn. Anh chị ơi, phù hợp vào việc nha. Nhớ đăng ký kênh của em Hải và xem video hàng ngày. Em xin cảm ơn anh chị.